Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên, ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không đứng yên. Chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung của những gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lục Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của tuổi Giáp Thìn trong tháng này. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường rất thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn có tính cách vui vẻ, thông minh, hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Tuổi Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó, ngại khổ. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, sẽ làm mất lòng của người khác. Quỷ âm thủy gặp thìn dương thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Giáp Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Tử vi tuổi Giáp Thìn tháng 4 âm lịch cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Vì thế mà muốn có sự đột phá thực sự, e rằng rất khó. Trong công việc, bản mệnh cần phải cố gắng để làm việc tốt hơn, chớ nên để cho tinh thần sa sút bởi những thất bại trước mắt. Công việc có lúc này, lúc khác, song nếu kiên trì, quyết tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. May mắn, còn có quý nhân nâng đỡ, giúp quý gia chủ nhìn rõ hướng đi phù hợp với bản thân. Song nếu suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì chưa chắc có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Bên cạnh đó, sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Cho nên, những gia chủ tuổi Giáp Thìn nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ tuổi Giáp Thìn nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo, để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Bính Thân trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống.
Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 là người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung, hóa cát. Tử vi tháng 4 âm lịch có cho thấy sẽ có ít may mắn trong sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn. Nếu bạn là người Giáp Thìn tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Ngoài ra tháng này, môi trường thị trường không được tốt và công ty có thể có một loạt vấn đề sẽ phải cần giải quyết kịp thời. Nếu đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Giáp Thìn cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 4 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ khiến thu nhập của bản mệnh tháng này không được tốt cho lắm. Ngoài thu nhập giảm mạnh, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bản mệnh nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không nên đầu tư tất cả tiền của vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Để gặp được nhiều may mắn và thành công thì các gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng tích cực xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn trong tháng 4 âm lịch không thực sự khởi sắc. Bản mệnh sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bản mệnh nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Quý gia chủ đã sống quá nhiều cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Bên cạnh đó, ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý. Người bạn đời bên cạnh giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Quý gia chủ đã ở bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình của mình. Bên cạnh đó, cũng cần lắng nghe tâm tư của người đó để mối quan hệ được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 có thể hơi xấu. Một khi bản mệnh bất cẩn, có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, cũng nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu đang đi ra nước ngoài, nên hoãn lại. Ngoài ra, nếu quý gia chủ mắc một số căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Cho nên, cần chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Đồng thời, nên chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động và thể thao theo độ tuổi. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Giáp Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi,
tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, chúng tôi xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Giáp Thìn có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cụ. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 3 tháng 4, từ ngày 14 tháng 5 dương lịch, nạp sát, nhâm tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 4, từ ngày 26 tháng 5 dương lịch, nạp sát, sát tuất. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 4, từ ngày 7 tháng 6 dương lịch, nạp sát, bính tuất. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 2 tháng 4, tức ngày 13 tháng 5 dương lịch, nạp sát Tân Dậu, nạp âm Thạch Lựu Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 4, tức ngày 26 tháng 5 dương lịch, nạp sát Quý Dậu, nạp âm Kiếm Phong Kim. Thứ ba, ngày 26 tháng 4 âm lịch, tức mùng 6 tháng 6 dương lịch, nạp sát Ất Dậu Dậu, nạp âm Tùy Trung Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình của chúng tôi. Ngày việc chọn lựa ngày tốt, phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định, công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.